dầm chạy một cái luôn mà như hai quả mông tương thẳng xuống đất luôn. Hai quả mông. Em có một quả thôi. Hai quả hai bờ. Hai quả hai bên. Một cơ hình tròn là một quả thì cái mông hai hình tròn phải là hai quả thôi, một quả. Có hai quả rõ ràng thế này. Hai quả. Nhưng mà chị có cảm giác như là nó mạnh đến nỗi vào đến tận xương cụt của em phải. Ôi ghê quá. Xương cụt nghe nó thì ghê quá. Nghe cảm giác không đi đứng được. Nghe cảm giác không đi đứng được. Đón xem YouTube Music này lúc 20 giờ ngày 30 tháng 6 trên YouTube V Talent và 20 giờ ngày 9 tháng 7 trên HTV2. Tức là mỗi team có ba thành viên. Team múa là ba thành viên, team nón, team tôi là ba thành viên, team mình là quạt ba thành viên. Dạ. Rồi team là team chù tại sao bốn thành viên? Không biết nữa. Tại vì thường một người. Cho nên là người tham bên này. Loại đi ạ. Tôi xin phép tự loại tôi à. Không được ạ. Bắt đầu nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cho mấy đứa yếu nghề mà diễn trước em bực mình quá trời. Cảm thấy áp lực quá. Cô dạy sao cho đặng. Làm gì? Cái này anh muốn múa sao thì múa luôn. Ôi anh hãy anh ơi, sao mà cô giáo có chuyên môn? Em hỏi là cô giáo có chuyên môn hay không? Ban đầu ra là tự bao dáng. Thứ hai là anh múa sao anh múa. Giờ tôi hỏi là bằng cấp cô đâu? Cô bằng cho tôi. Chứ sao mà gọi là tự phiêu vậy được? Cô là hình như bên múa lân siêu rồng phải không? Phải không cô? Em hả? Ok em. Dạy tôi đi. Đây là ban trợ giảng của em thì bạn sẽ lên. Tôi xin lỗi cô, tại sao Đức Phúc tập riêng? Đức Phúc là ai trong cuộc đời của gia đình mình mà Đức Phúc được tập riêng? Đúng. Ôi nhưng mà ý là bọn mình cũng cùng đội mà. Cô ơi, bạn đó múa phụ tại sao mà mắc cúp đậm hơn múa chính như tôi? Cô em múa phụ sao em mắc cúp đậm hơn tôi? Mặt mọc không? Mời đứng lại bên trước. Mời. Mặt mọc đúng không? Đúng. Đâu cái này đâu? Tôi cầm bà thú. Trời ơi má hồng như vậy. Tôi cầm bà cái là này nó đỏ á. Má hồng như vậy mà nói là mặt mọc. Đó rồi. Em sẽ bảo vệ thành viên đội em là vì bạn đã make up để tôi diễn luôn. À. Hoặc là kem chống nắng có màu. Hoặc là kem chống nắng có màu. Vậy thì đã có cúp sẵn rồi thì từ đây tới tối không được chậm mồi. Để cho nó ấy luôn. Ok anh lem được. Ok. Ủa hai bà này là ai mà đứng trước tôi với anh Giang vậy? Đi đó mình sẽ đổi chỗ à? Ai có đổi chỗ đúng không? Trời ơi thôi. Sao vừa đét mà thì che quá vậy? 1, 2, 3. Mình sao động tác được không cô? Ví dụ mình cũng bảo dáng đâu. Cô ơi cái này phải theo nhịp chứ sao nhảy không theo nhịp được đúng không cô? Có theo nhịp ạ. Ủa cô sao mình đang tập mấy bạn mà nghĩ. Các bạn này là chơi Luna nung nóng ạ. À Luna nung nóng à. À ní này ní này cơ cô hả? Con anh sẽ chơi. Ở trong miền Nam gọi là ní này ní này cơ cô. Nhưng mà cô ơi các bạn quay phim bên mình like cô hay là mượn bạn chương trình quay cô? Là bọn em sẽ thuê riêng một người không quay nhảy cho các nhóm này rồi. Có một bạn riêng quay vậy đúng không cô? Vậy là cô không tin là camera bên em giỏi hả? Bên em giỏi lắm cô. Vậy là chắc anh đó là thầy nữa cô hả? Cô đưa người nhà cô vô phải không? Tạo điều kiện công an việc làm. Cô cũng mệt quá. Cô mệt với mình luôn. Cô cô thấy bạn trai này sao cô? Cô thấy bạn trai này sao cô? Anh khiến anh muốn trở thành nhà nó bôi. Ok không? Đẹp trai. Cô thấy em sao cô? Thôi em có vợ rồi. Đó, tại vì lát mà ra quầy phố đi bộ em phải cần đội ngũ bảo vệ em nha. Sao vậy? Chứ ở đây ta tưởng là hả sở thú thành phố Hồ Chí Minh dẫn thú ra Hà Nội biểu diễn là chết luôn á, kẹt xe đó. Giờ tự tin quá trời. Em thấy là đội kia chứ không làm lợi mình đâu. Trời ơi, chết. Mình có nhiều yếu tố quá. Tưởng mình thần thái rồi động tác rồi cung phu xiết đồ đầy đủ. Đúng rồi. Tính qua hội tụ. Em nghĩ là đội mình đã có vũ khí bí mật là anh Lê Dương Bảo Lâm. Ừ. Làm trước kiếm ba chân để bọn em có thể bâu vào. Bâu vào. Hay quá. Tạo ra được một dáng tuyệt nhân dáng thế.
không ai có thể làm lại nổi. Đội bên kia muốn làm cũng không được. Ông đội bên kia muốn làm có được không nhỉ? Được chứ. Rồi bây giờ mình chắc phải nghỉ ngơi đi để mà nhớ được động tác để mà ra ngoài đó gọi là chiến đấu hết sức. À mình thức mình còn nhớ nghỉ ngơi cái tuột luôn á. Nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi luôn hay sao? Nghỉ ngơi xíu đi ạ. Giờ nghỉ liền là tức không? Nghỉ liền. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Đây là chương trình Hành Trình Vượt Ngỡ Tự Hào Việt Nam. Chúng tôi đã hoàn thành xong rồi. Mặc dù đội kia đoạt giải nhưng mà tôi và Lâm không hồn. Đúng, tôi không hồn. Cái gì đâu mà đá banh gì đâu mà bị sụm bà che hoài. Đau quá. Làm tôi với Lâm đứng ngoài đây mà lo luôn rồi. Em sợ anh với anh Vàng á, té á. Không, tôi với Lâm chỉ là chập cháy thôi. Thế cái lúc anh run lên từng hồi như thế này là thật hay là gì á? Em cũng diễn xuất thôi. Không, em là té thiệt nha. Đầu gối mặt xuống. Nhưng anh có run thật không? Em thấy gân trán của anh nổi lên như là một nhân vật hoạt hình đang tức giận. Nó là nơi cái đang tức giận ở trong mấy cái sợ nha, công đức sẽ sợ nha. Nhưng mà ý là nãy giờ là độ cô Tấm thắng mà đúng không mọi người? Đội người ta thắng anh ơi, đội người ta thắng. Không, nhưng mà mình để ý cái chương trình mình á, mỗi lần mà giao lưu với bà con, mỗi lần mà có cái gì mà giao lưu á, lúc nào cũng gọi là nhộn nhịp, vui vẻ đúng không? Đặc sắc nhất. Mà tôi thắc mắc sao ông Lâm khỏe dữ ta? Bồng bế hả? Bưng bê. Vì anh được uống nước cam lồ. Đây, nước cam lồ. Hỏi nước cam lồ là gì? Là một cái loại nước gọi là hả bị tụt mút, cái uống vô nó tăng mút lên. Đúng. Đang mệt nè, đang mệt nè. Rồi, nào. Đây. Căng lên mấy người hả? Căng lên mấy người hả? Cái nước nó uống vô là sản vậy. Nhưng mà tại sao là nước cam lồ? Ý là cô làm là má tôi làm. Hôm nay fan Bích Phương nhiều ghê là ở đâu tới đây vậy? Hay là em mua? Hay là em mua? Anh nguyên một fan hâm mộ của em mà. Có. Ôi chị nói ra thế, tính ra mình chiến thắng có công bằng không? Chị biết là thắng không? Thì cũng thắng rồi, không phục thì cũng chịu. Trời ơi, nghe chắc. Biết ra là không, nhưng mà lúc mà em xem tiên mục của mọi người em áp lực lắm mà. Em cảm giác mọi người dễ thương quá vậy. Tạo động lực cho mọi người đúng không? Thì lúc mình áp lực cho nên là kiểu như bọn em cũng phải cố ấy. Cố lên, cố lên. Thật ra chúng tôi đã tập cái bài này 3 tuần trước rồi. Vậy mà chúng tôi vẫn thua, đúng là điên rồi. Hồi nãy anh thấy bố mẹ đứng xem á. Không phải hả? Đậu xe bên kia đường luôn á. Xong em vừa ra là bố mẹ về luôn á. Ô thế ạ anh? Bố mẹ nói thật là thất vọng. Bố mẹ nói thật là thất vọng. Rồi anh Phúc là nhảy máu nhất. Bắt đầu anh đang bảo thì nhảy luôn á. Nhảy máu nhất là đá chân rất là đều nha. Một cà pháo tay cho khách mời đi mọi người ơi. Đi em ơi. Thôi rất là thích những khách mời mà xong ba như vậy. Hồi nãy là có hai sự trái ngược như này nè. Phúc là đá cái chân lên. Còn Rip Van là đặt đồ gối xuống. Rồi. Tiêu hãng liền. Trời ơi, Rip Van xuất đồ gối ra rồi. Này yếu người quá rồi. Đá banh mà đá cũng không. Kìa, anh Quốc Cơ sao lại chửi anh Quốc Nghiệp như vậy. À, anh ngã đâu thật. Anh dầm một cái luôn mà. Như hai quả mông tương thẳng xuống đất luôn. Hai quả mông? Em có một quả thôi. Có quả có hai đâu. Bờ. Hai quả hai bên. Một hình tròn là một quả. Thì cái mông hai hình tròn phải là hai quả. Thế là một quả. Có hai quả rõ ràng bên này. Quả. Nhưng mà chị có cảm giác như là nó mạnh đến nỗi vào đến tận xương cụt của em. Ôi ghê quá. Xương cụt nghe nó thì ghê quá. Nghe cảm giác không đi đứng được. Có ai biết là chúng ta sẽ đi về về đâu mà? Đi về đâu sao? Đi đến nơi không còn buồn. Đi về đâu? Đâu về đâu người ơi? Đến đây đọc chí giờ đây. Anh đang hát bài nào vui vui chút đi. Chị Phương bắt lại cho bài rồi chị Phương ơi. Bài gì? Hãy đưa tôi đến nơi không còn buồn. Hãy đưa tôi đến nơi không còn buồn. Mẹ cha. Hãy đưa tôi đến nơi không còn buồn. Con đi thôi, nước cam lồ. Ông bị muốn nước cam lồ đó mình không thể tránh được. Em về em đã thử em xem trên TV rồi em đã thấy cũng là rất là vui rồi mà đến ngày hôm nay em được thấy không vui gì? Em được thấy không vui gì?
không, thực tế là em còn thấy là ở ngoài đời mọi người còn vui hơn rất nhiều. Vậy là em nói chương trình dựng không vui gì? Không phải, em nghĩ rằng là chắc là có thể rằng là ở ngoài này mấy khách mời khác không vô em lên em tình mới vui gì? Vậy đấy thôi. Em nghĩ là cũng là không hẳn như thế. Không hẳn như thế. Nhưng mà em hôm nay vui mà. Em rồi em cười từ sáng đến tối. Khi nào mình bỏ cái kính trực tiếp cho anh nha. Còn hai cái chùm na cha nữa. Cái này là của con. Ê, nhưng mà cái này đi chơi trung thu kính mà con có bằng cái sụn mũi của mình vậy? Có bằng cái sụn mũi của mình vậy? Em thì không bằng nha, em thì mệt. Bạn đeo coi, bạn đeo là mặt khác từ cái mặt này nè. Trời ơi, ngầu liền luôn á trời. Thấy không? Thấy không? Cái sống mũi. Đúng rồi, là phải có cái sống mũi. Mà nhưng mang cũng có sống mũi đó thôi. Sống mũi em bự quá. Đó là do em không biết đeo á, đây. Đây, anh đeo cho nè, đâu? Nè. Nè, bây giờ anh đeo đúng kiểu. Đeo đúng kiểu chứ. Đúng rồi. Em đeo ngược lại. Trong mặt anh tự nhiên lúc cái mắt anh nó buồn mà cái mồm anh nó lại vui. Đúng không? Nhìn như một người thư ký khó tính. Đeo đi mà phải nhìn gì? Không ra còn gì nữa.